ngày 12 tháng 5 năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt chị em Đào Văn Bé 8 năm tù và Đào Thị Gái 6 năm 6 tháng tù. Cả hai cùng bị xét xử về tội cố ý gây thương tích và hành hạ con cháu. Nạn nhân của vụ án chính là các con cháu của chị Đào Thị Gái sinh năm 1992 và Đào Văn Bé sinh năm 1996, chị em cùng mẹ khác cha. Theo đó, Tòa án Nhân dân huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt Đào Văn Bé sinh năm 1996 5 năm tù về tội hành hạ cháu và 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt, Bé lãnh mức án 8 năm tù. Đào Thị Gái sinh năm 1982, chị cùng mẹ khác cha với Bé, 4 năm tù về tội hành hạ con và 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt, Gái lãnh 6 năm 6 tháng tù. Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, chị em Đào Thị Gái, Đào Văn Bé đã chăn dắt các con cháu của mình là Nguyễn Thị M.G. sinh năm 2010 và Đào Nguyễn T.T. sinh năm 2012, Đào Nguyễn T.T. sinh năm 2014 liên tục di chuyển đi ăn xin ở thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu và thị xã Long Khánh, Đồng Nai. Quá trình chăn dắt này, Bé và Gái buộc các nạn nhân phải xin đủ 900.000 đồng trên một ngày mới cho ăn cơm trang với nước tương. Nếu không thì bị bỏ đói, đánh đập. Hậu quả, cháu Đào Nguyễn T.T. bị hai bị cáo đánh gây thương tích 8% vì có ý định bỏ về. Còn cháu M.G. và cháu Đào Nguyễn T.T. cũng bị hai bị cáo đánh gây thương tích mỗi cháu 2%. Tại phiên tòa, Gái thừa nhận hành vi phạm tội của mình, còn Bé khai nhỏ giọt và quanh co. Ngoài ra, theo kết quả điều tra, quá trình sinh sống với cậu, cháu Đào T.H. đã bị Đào Văn Bé giao cấu khi chưa đủ 16 tuổi. Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Bé thêm tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nhưng tại thời điểm kết luận điều tra vụ án tháng 1 năm 2021, cháu T.H. đang mang thai nên chưa đủ điều kiện để giám định. Do đó, vụ án này được cơ quan tách ra để xử lý sau. Cơ quan công an cũng xác định trong khoảng thời gian tháng 7 tháng 8 năm 2020, Bé còn hiếp dâm chị Võ Thị T.L., con gái đầu của Đào Thị Gái. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, chị T.L. đã đủ 18 tuổi nên thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Cơ quan điều tra đã thông báo cho chị T.L. biết, nhưng đến nay chị này chưa có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Đào Văn Bé.